Trên cơ sở đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2023-2025 và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua, thì Hưng Yên nằm trong 16 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Hiện tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng các điều kiện để thực hiện phương án sắp xếp 43 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 21 đơn vị mới. Thực hiện sắp xếp, thị trấn Vương mới được hình thành từ thị trấn Vương, xã Ngô Quyền và xã Dị Chế. Do sắp nhập 3 địa phương là một, việc xử lý cán bộ công chức dôi dư được cho là khó khăn nhất. Tuy nhiên, do nỗ lực và chủ động từ huyện cho đến cơ sở, việc bố trí sắp xếp đã đảm bảo các điều kiện theo quy định. Theo đó, ngoài số cán bộ gần đủ năm đóng bảo hiểm hoặc thiếu từ 1 đến 5 tuổi, theo quy định tuổi nghỉ hưu nằm trong diện vận động nghỉ công tác khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, thì việc quy hoạch bổ nhiệm điều động cán bộ đã được huyện triển khai và các đơn vị thực hiện triệt để. Tôi ủng hộ tất cả cái chủ trương của nhà nước mà đã đề ra sáp nhập các đơn vị hành chính để tinh giảm biên chế. Nguyện vọng của tôi là làm sao này đảm bảo cho tôi cái đủ điều kiện để đóng bảo hiểm để tôi hưởng lương hưu. Khi sáp nhập hai xã Hồng Quang, Hồng Vân, tức là cán bộ công chức sẽ thừa. Thế trong cái thừa này về phía đảng ủy, thế rồi ủy ban xã, anh em tôi gặp gỡ tuyên truyền với các đồng chí, ví dụ còn 2 năm hay 3 năm thì có thể tức là xin nghỉ trước. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban huyện, thì trong cái thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi cũng đã chủ động thực hiện các cái bước sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Theo đó, việc cân đối các chức danh sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã cũng như bố trí các chức danh khi đơn vị có người nghỉ hưu đều được rà soát, sắp xếp cán bộ để đảm bảo sau khi thực hiện sáp nhập, lượng cán bộ dôi dư ở mức thấp nhất. Các chức danh kiêm nhiệm, một người làm nhiều việc đang được hầu hết các xã triển khai, bao gồm cả xã không nằm trong diện sáp nhập. Quốc hội đã tổ chức hội nghị công tác sáp nhập các cái đơn vị hành chính. Phó thủ sĩ là chúng tôi cũng đã tiếp nhận một đồng chí phó chủ tịch từ đơn vị khác chuyển về tham gia công tác từ mùng 1 tháng 6 năm 2024. Chí bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Thế còn đối với đồng chí phó bí thư thường trực ấy, thì đồng thời kiêm là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc. Toàn tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp xã với xã gồm 16 phương án, phường sắp nhập phường có 1 phương án và sắp xếp xã với thị trấn có 3 phương án. Theo đó, 1.541 cán bộ công chức cấp xã, viên chức y tế và người hoạt động không chuyên trách của 43 đơn vị hành chính sau sắp nhập được bố trí làm việc tại 21 đơn vị hành chính mới là 952 người, số cán bộ dôi dư 589 người đã xây dựng phương án chi tiết bảo đảm trong năm 2025, giải quyết dứt điểm 151 người hoạt động không chuyên trách dôi dư đến năm 2029, giải quyết dứt điểm 221 cán bộ, 98 công chức cấp xã dôi dư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có cái phê chuẩn nghị quyết đồng ý cho xã Phương Triều sáp nhập với xã Hồng Nam trở thành xã Phương Nam. Cán bộ đảng viên nhân dân sau khi biết được cũng rất là phấn khởi. Đây cũng là một cái niềm vui động viên để sau này trở thành một cái xã có đủ về diện tích cũng như về dân số trong cái việc mà xây dựng xã trở thành phường. Được giảm được cái đầu mối, giảm biên chế dân số để điều kiện phát triển kinh tế, phát triển nên là xã hội nó cũng tốt hơn. Về sắp xếp trụ sở, tài sản công dôi dư trên cơ sở tránh lãng phí tài sản công cũng đã được bố trí phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, xây dựng nền hành chính công hiệu lực hiệu quả. Với chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số, việc sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần giảm số lượng cán bộ công chức, đồng thời đảm bảo các tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.